Vào đầu tháng 10 vừa qua, thì hãng ô tô D-Car vừa chính thức bàn giao dòng xe D-Car RB cho Hyatt Regency Đà Nẵng Resort & Spa. Đây được xem là dấu mốc quan trọng của Hyatt Regency Đà Nẵng trong việc nâng cao dịch vụ phục vụ khách hàng, đồng thời mở ra xu hướng cho các doanh nghiệp du lịch quan tâm hơn đến dịch vụ vận chuyển, một lĩnh vực được coi là còn đang khuyết của chủ các cơ sở lưu trú cao cấp. Hyatt Regency Đà Nẵng Resort & Spa tọa lạc trên trục đường biển đẹp nhất Đà Nẵng, nằm bên bờ biển non nước và liền kề núi Ngũ Hành Sơn. Đây là một trong những resort hạng sang nhất nhì tại Việt Nam. Với diện tích 20 hectare, được thành lập vào năm 2011, bao gồm 5 hồ bơi, 5 khu ẩm thực phục vụ các món ăn Việt, Âu, Ý, một quầy bar, một cửa hàng bán lẻ và cả khu VIE Spa. Mục tiêu hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế. Hyatt Regency rất chú trọng vào các dịch vụ phục vụ cho khách hàng. Chính vì vậy, bên cạnh những dịch vụ xứng tầm đẳng cấp 5 sao như ăn uống, tham quan nghỉ dưỡng, v.v., Hyatt Regency còn nâng cao chất lượng chuỗi dịch vụ du lịch cao cấp bằng việc đưa vào sử dụng đội xe vận chuyển theo chuẩn limousine cao cấp. Theo các số liệu thống kê, tùy vào diễn biến kinh tế của từng năm, tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch Việt Nam có thể thay đổi. Tuy nhiên, nếu nhìn trên góc độ vĩ mô, ngành du lịch Việt Nam đang giữ tốc độ tăng trưởng khá và đóng góp ngày càng lớn vào tổng GDP của Việt Nam. Cụ thể, trong năm 2015, ước tính Việt Nam đón khoảng 7-7,5 triệu lượt khách quốc tế và 36-37 triệu lượt khách du lịch trong nước. Ngành du lịch mang về cho Việt Nam 10-11 tỷ đô la Mỹ, chiếm tỷ lệ 5,5-6% tổng GDP. Cùng với đó, hệ thống lưu trú cũng tăng lên đạt mức 390.000 buồng, trong đó có đến 30-35% đạt chuẩn từ 3-5 sao trở lên. Tuy vậy, nhìn chung dịch vụ vận chuyển trong ngành du lịch hiện nay vẫn chưa được đồng bộ. Du khách vẫn phải chịu đựng sự mệt mỏi khi phải di chuyển từ sân bay về resort, khách sạn bằng các loại xe phổ thông và không được trang bị các tiện nghi cần thiết. Nhu cầu thị trường cần có những dòng xe vận chuyển cao cấp, đầy đủ tiện nghi và phù hợp với đặc trưng của ngành du lịch. Chính vì vậy, hãng ô tô D-Car quyết định chinh phục phân khúc này. Thì trong cái ngành du lịch cao cấp hiện nay mà chúng ta đi du lịch thì chúng ta thấy là vấn đề là ăn uống là rất quan trọng, tham quan những danh lam thắng cảnh, những cái dịch vụ phục vụ hoàn hảo. Thì trong đó có một cái vấn đề hiện tại trong ngành du lịch đang bị khuyết, đó là vấn đề đưa đón và vận chuyển hành khách. Thì bằng những cái phương tiện phổ thông rất là phổ biến hiện nay á, thì đề ca thấy như vậy. Đề ca muốn tạo ra một cái dòng sản phẩm chuyên phục vụ cho ngành du lịch và khách sạn cao cấp để đưa đón và hoàn thiện cái chuỗi dịch vụ cao cấp này. Sau 3 năm chính thức sản xuất thương mại chiếc D-Car đầu tiên, hãng ô tô D-Car đã đạt được nhiều thành công và ngày càng chiếm được sự tin tưởng, yêu mến của khách hàng với các sản phẩm được công nhận về sự tiện nghi, chất lượng, luôn đổi mới và trở thành một thương hiệu uy tín. Chiếc xe mang thương hiệu D-Car Limousine được nhiều hãng xe, nhà xe đầu tư khai thác dịch vụ vận chuyển cao cấp hoàn toàn mới. Từ Bắc vào Nam trên khắp lãnh thổ Việt Nam đều xuất hiện dịch vụ vận chuyển sử dụng xe D-Car Limousine, tạo nên một xu hướng mới trong phân khúc xe vận chuyển cao cấp. Nắm bắt nhu cầu thị trường du lịch đầy tiềm năng, hãng D-Car đầu tư sản xuất dòng xe mới mang tên D-Car RB. Dựa trên nền xe Ford Francis, hãng ô tô D-Car đã thiết kế lại không gian nội thất, mang đến phong cách sang trọng, đẳng cấp theo chuẩn limousine. Với 10 chỗ ngồi cao cấp và hiện đại, các ghế ngồi được thiết kế rộng thoáng phù hợp với dáng người của du khách từ các nước khác nhau. Mỗi ghế ngồi có thể trượt ngã dễ dàng để tạo ra tư thế ngồi thoải mái nhất. Đặc biệt, hàng ghế đầu tiên trong khoang hành khách có thể xoay 180 độ để du khách có được không gian thoải mái và tầm quan sát tốt nhất. D-Car RB được trang bị tủ lạnh âm 5 độ C với dung tích 22 lít, giúp các khách sạn resort chuẩn bị trước welcome range cho khách, wifi, cổng sạc điện thoại, iPad. Trong khi các hệ thống rèm che nắng, cửa lùa và bệ bước chân đều có thể được điều khiển tự động. Ngoài ra, xe D-Car RB còn được thiết kế khoang hành lý rộng rãi đủ sức chứa hành lý cho đoàn khách. Hàng sản xuất ô tô này còn khéo chăm chút qua các đường nét tỉ mỉ trong thiết kế và từng chi tiết đều được ốp vân gỗ tự nhiên, tinh tế. Với dòng xe này, ô tô D-Car tự tin các vị khách có thể được tận hưởng dịch vụ cao cấp của các resort khách sạn 5 sao ngay từ khi bước xuống máy bay. Do đó, ngay từ khi được giới thiệu, Hyatt Regency Đà Nẵng Resort & Spa đã nhanh chóng bị dòng xe D-Car RB thuyết phục và resort này đã trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đầu tư phương tiện vận chuyển theo chuẩn 5 sao. Sự đón nhận từ phía của Hyatt Regency tại Đà Nẵng là một điển hình. Họ cảm thấy rằng là chúng tôi đã cung cấp thêm một cái giải pháp trong vấn đề kinh doanh của họ. Nó là một cái mắt xích rất là quan trọng để hoàn thiện cái chuỗi dịch vụ du lịch 5 sao mà họ đang khai thác. Bởi vì khi mà đưa đón một cái người khách hàng trên một chiếc xe chuyên dụng trong cái ngành du lịch và khách sạn như vậy, thì cái người khách cảm thấy rất là tiện nghi và thoải mái.
khi họ luôn di chuyển trên chiếc xe này. Tính đến thời điểm hiện tại, bên cạnh Hyatt Regency, D-Car cũng đã đưa dòng xe D-Car RB đến với resort Mabali Hòn Tầm, Nha Trang. Dù số sản xuất chưa thực sự ấn tượng, nhưng theo đại diện ô tô D-Car, những hợp đồng đầu tiên đã chứng minh tầm nhìn của doanh nghiệp là đúng đắn. Trong thời gian tới, D-Car cho biết sẽ tăng cường quảng bá để mở rộng thị trường cung ứng ra khu vực miền Bắc, miền Nam, những nơi mà ngành du lịch đang phát triển. Mục tiêu của hãng ô tô D-Car là đưa dòng xe D-Car RB trở thành nét riêng của ngành du lịch Việt Nam, để lại những ấn tượng đặc biệt trong lòng du khách quốc tế ngay từ khi đặt chân vào lãnh thổ Việt Nam.